Kính thưa quý vị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành thông báo kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật. Việc bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương của Đảng và quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ. Thông báo của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác với cán bộ cấp cao bị kỷ luật là cơ sở để kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, thực hiện phương châm có vào, có ra, có lên, có xuống trong công tác cán bộ. Đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, khuyến khích cán bộ bị kỷ luật, cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức. Nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định. Trường hợp cán bộ có nguyện vọng tiếp tục công tác, nếu thời gian công tác còn dưới 5 năm, với cán bộ là Ủy viên Trung ương Đảng thì Bộ Chính trị xem xét bố trí công tác phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Cán bộ sau khi bị kỷ luật tự nguyện xin từ chức thì được bố trí công tác theo hướng giảm một cấp so với chức vụ. Sau 24 tháng công tác ở vị trí mới, nếu khắc phục tốt, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện thì được xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lại chức danh đã đảm nhiệm hoặc tương đương. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 9 năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 19. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiệm kỳ 2016-2021. Nhận thấy Ban Cán sự Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện một số dự án đầu tư công trong biên soạn, thẩm định, xuất bản, phát hành sách giáo khoa, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 và năm 2021. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ, trách nhiệm đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Cán sự Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo và ông Phùng Xuân Nhạ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Những vi phạm khuyết điểm nêu trên đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về giáo dục và đào tạo, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí lớn tiền tài sản của nhà nước, nguồn lực của xã hội, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, ngành giáo dục đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Thực hiện kết luận kỳ họp thứ 18, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương các nhiệm kỳ 2016-2026 và ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương do liên quan đến vụ Việt Á. Chiều nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến kiểm tra hiện trường vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương, đồng thời thực hiện trực tiếp thăm hỏi các nạn nhân trong vụ cháy đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới hiện trường vụ cháy để thị sát, chỉ đạo các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc nghiêm trọng này, thực hiện công tác khắc phục hậu quả. Sau đó, Phó Thủ tướng đã đến thăm hỏi gia đình các nạn nhân đã tử vong trong vụ cháy quán karaoke. Tại đây, Phó Thủ tướng chia sẻ với những mất mát của các nạn nhân và gia đình, đồng thời huy động chỉ đạo các lực lượng địa phương tích cực hỗ trợ các gia đình nạn nhân bị ảnh hưởng từ vụ hỏa hoạn này. Phó Thủ tướng cũng trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa An Phú động viên, chia sẻ, chúc các nạn nhân trong vụ cháy mau bình phục. Bệnh viện Đa khoa An Phú đã tiếp nhận 30 nạn nhân được đưa đến cấp cứu trong tình trạng bị đa chấn thương, ngạt khí, trong đó có 2 ca nặng, chấn thương sọ não và cột sống và đã chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương để cấp cứu. Hiện đa số sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định, xuất viện, còn lại 2 bệnh nhân, một nam một nữ đang được chữa trị tại đây. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa An Phú, 2 bệnh nhân còn đang điều trị tại đây bị gãy xương cẳng chân và xương mắt cá do nhảy từ trên cao xuống, đã được phẫu thuật và hiện sức khỏe ổn định. Có hay không sự dễ dãi trong việc cấp phép hoạt động cũng như chậm trễ trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khiến cho con số thương vong trong vụ cháy tại quán karaoke An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương lên đến 32 người. Đây là vấn đề được báo chí và dư luận quan tâm tại buổi họp báo thông tin chính thức về vụ cháy này được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức trong sáng nay sau hơn 24 giờ khi vụ cháy thương tâm xảy ra. Theo đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, ngoài trách nhiệm của chủ cơ sở kinh doanh, thì việc chủ quan không chấp hành các quy định phòng cháy chữa cháy của chính các nạn nhân khi đến hát tại quán cũng là một phần nguyên nhân khiến cho con số thương vong cao như vậy. Các
9 giờ, cuộc họp báo mới chính thức diễn ra, nhưng cách đó gần 1 giờ đồng hồ, các cơ quan thông tấn báo chí đã tập trung rất đông tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương. Sau 24 tiếng đồng hồ chờ đợi, tất cả đều mong chờ thông tin chính thức từ phía Công an tỉnh Bình Dương và Cơ quan Cảnh sát điều tra. Một vụ cháy quy mô trung bình tại một địa điểm ngay mặt tiền đường của thành phố Thuận An, lực lượng chức năng tiếp cận nhanh chóng trong vòng 3 đến 5 phút với tối đa lực lượng, nhưng số người chết vẫn tăng lên tới 32 người. Ngoài những nguyên nhân về mặt khách quan, chủ quan mà đã cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, thì tôi cho rằng một phần cái trách nhiệm là do những người tham gia vào ở các cái phòng hát đó. Ngoài những nguyên nhân về mặt khách quan, chủ quan mà đã cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, thì tôi cho rằng một phần cái trách nhiệm là do những người tham gia vào ở các cái phòng hát đó, cái ý thức trách nhiệm của những người tham gia hát trong tình trạng không được tỉnh táo, đã uống rượu bia trong cái tình trạng lơ tơ mơ, không được tỉnh táo lắm. Thế là khi mà nhân viên rồi là quản lý ở cơ sở cao kê đến gõ cửa kêu gọi là đã xảy ra vụ cháy và đề nghị mọi người đi theo lối thoát hiểm để tránh khỏi cái sự nguy hiểm của cái đám cháy, nhưng mà không, hầu như là một số phòng là không chấp hành. Có phòng là còn cố tình kéo tay nhân viên lôi về trong phòng đóng cửa lại. Được biết trong số 32 nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke An Phú thì có 17 nam và 15 nữ. Đáng chú ý, ngoài 17 thi thể đã được nhận diện bàn giao cho gia đình mai táng, số còn lại chưa thể xác định danh tính. Trong đêm qua, hàng trăm thân nhân các nạn nhân đã túc trực tại nhà đại thể, Trung tâm Y tế thành phố Thuận An, Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để nhận dạng thân nhân, mong sớm tìm được người nhà để mang về quê mai táng. Từ lúc 2 giờ là vào đây là chưa nhận được một cái gì hết. Đấy, thì ngồi này tôi bây giờ, bọn em vào đây bọn em chẳng biết làm nào. Thì bây giờ cũng phải nhờ còn chính quyền thôi. Hiện tại các cái nạn nhân còn lại do bị cháy biến dạng cần phải giám định ADN, thì chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với Viện Khoa học Hình sự và các cơ quan giám định khẩn trương giám định. Sau khi có thông tin đầy đủ về kết quả ADN cùng với cái thân nhân gia đình thì chúng tôi sẽ bàn giao theo quy định. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng cho biết đây là vụ cháy nghiêm trọng xảy ra trong phạm vi nhỏ. Dù chữa cháy nhanh nhưng số người thiệt hại lớn, công tác khắc phục khó khăn. Theo ông Dũng, sắp tới, ngoài thăm hỏi thân nhân, nạn nhân, Bình Dương tập trung chỉ đạo xác định nhanh danh tính người bị nạn, đồng thời điều tra chính xác nguyên nhân, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng sau khi vụ cháy xảy ra. Được biết, quán karaoke này từng 5 lần bị xử phạt hành chính với tổng số tiền 35 triệu đồng. Các hành vi bao gồm hoạt động karaoke quá giờ được phép, không giao kết hợp đồng lao động với nhân viên, không cung cấp biển tên cho người lao động. Công tác kiểm tra phòng cháy, chữa cháy trước đó được thực hiện nhiều đợt nhưng không phát hiện vi phạm.